bản tin Canada cuối tuần ngày 27 tháng 3 hôm nay, các bác sĩ trên khắp Canada đang cảnh báo rằng nhiều người Canada trẻ tuổi bị Covid-19 nghiêm trọng và phải nhập viện. Một người phụ nữ tử vong, 6 người nhập viện sau khi nhiều người bị đâm tại thư viện ở North Vancouver. Trung Quốc công bố biện pháp trừng phạt đối với một số người Canada, bao gồm cả nghị sĩ Michael Chong các trường học của Canada thu hút ít sinh viên quốc tế hơn do các quy tắc đi lại của đại dịch. Tỉnh BC là tỉnh bang đầu tiên ở Canada đã đặt mục tiêu phát thải khí nhà kính cho các ngành công nghiệp và cộng đồng. Cách trả giá thầu mù Blind Bidding đã giúp thúc đẩy giá nhà ở Canada tăng vọt. Người dân thành phố London, tỉnh Ontario tụ tập chống đối nạn phân biệt chủng tộc chống người châu Á Dự án bản đồ làm sáng tỏ mối liên hệ giữa môi trường nghèo nàn và nạn phân biệt chủng tộc ở Canada. Hoàng Anh xin hân ái kính chào quý vị đến với bản tin Canada cuối tuần nổi bật của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Để ủng hộ cho kênh Culture Channel, Hoàng Anh xin mời các bạn subscribe, giúp chia sẻ, share bấm like sau khi xem chương trình và nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi có bản tin mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Các bác sĩ trên khắp Canada đang cảnh báo rằng họ thấy số lượng người trẻ tuổi phải nhập viện với các biến chứng nghiêm trọng do COVID-19 ngày càng gia tăng. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm là tiến sĩ Abdul Shakawe trước đây đã nói với CTV News rằng đợt thứ ba của đại dịch COVID-19 đang lây nhiễm sang những người dưới 40 tuổi, phần lớn là do sự gia tăng của nhiều biến thể dễ lây truyền hơn. Theo mô hình mới từ Cơ quan Y tế Công cộng của Canada, Canada đang trên đà chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của các ca COVID-19 trên toàn quốc nếu các biến thể này tiếp tục lây lan và trở nên phổ biến hơn và nếu các biện pháp y tế công cộng vẫn được duy trì như hiện tại. Các dự báo tầm xa mới được công bố vào hôm thứ Sáu cho thấy, tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất là ở tỉnh British Columbia, Saskatchewan, Manitoba và các vùng của tỉnh Ontario. Tỷ lệ mắc bệnh nói chung là cao nhất ở những người trẻ tuổi từ 20 đến 39 tuổi và đã giảm ở những người Canada lớn tuổi. Giám đốc y tế công cộng của Canada là Tiến sĩ Theresa Tam cho biết Tính đến thứ Sáu, có hơn 7.100 trường hợp biến thể đã được báo cáo trên khắp Canada, với biến thể B117 chiếm hơn 90% các trường hợp đó. Trong một cuộc họp báo, tiến sĩ Tam nói rằng các biến thể của coronavirus có thể ảnh hưởng đến những người Canada trẻ tuổi vì nhiều người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương đã được tiêm chủng. Bác sĩ phòng cấp cứu Toronto là tiến sĩ Kashif Prasada gần đây đã lên phương tiện truyền thông xã hội chia sẻ hình ảnh phổi của bệnh nhân COVID-19 để làm nổi bật tác động COVID-19 đang gây ra cho những người trẻ tuổi. Trong bộ ảnh, một bộ phổi khỏe mạnh của một người 30 tuổi được so sánh với phổi của một giáo viên 35 tuổi, người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể B117. Phổi bị nhiễm trùng dường như bị bao phủ hoàn toàn trong một màn trắng, tức là chúng chứa đầy chất lỏng gây nên việc khó thở. Tiến sĩ Daniel Kala, trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện St Paul ở trung tâm thành phố Vancouver cho biết, hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy phổi chứa đầy dịch là hình ảnh quen thuộc với mọi bác sĩ trong nước khi điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong khi ông thừa nhận rằng những người trẻ, khỏe mạnh mắc COVID-19 thường hồi phục, nhưng COVID-19 vẫn là một loại virus rất khó đoán. Ông nói thêm bạn không thể chỉ dựa vào thực tế rằng bạn đã khỏe mạnh trước khi bị COVID-19. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 27 tháng 3, Canada báo cáo thêm 4.428 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 961.083, trong số đó có 41.908 ca còn bệnh, có hơn 896.000 ca đã phục hồi, số ca tử vong là 22.852. Tỉnh Ontario ghi nhận 2.453 ca nhiễm mới trong ngày thứ bảy, tổng số ca bệnh một ngày cao nhất trong hơn 2 tháng, tỉnh cũng báo cáo thêm 16 ca tử vong. Tỉnh sẽ chuyển thành phố Hamilton và đơn vị y tế Eastern Ontario vào các khu vực hạn chế hơn trong khuôn khổ mở cửa trở lại được mã hóa màu vào thứ hai, ngày 29 tháng 3. Hamilton sẽ chuyển vào vùng màu xám, khóa cửa, trong khi đơn vị y tế Eastern Ontario sẽ chuyển vào vùng màu đỏ là vùng kiểm soát. Ngoài ra, 5 khu vực hiện trong vùng màu xám, khóa cửa của tỉnh sẽ thấy một số hạn chế được nới lỏng bắt đầu vào thứ Hai và cuối tháng Tư. Trong ngày thứ Hai, 29 tháng 3, tỉnh sẽ cho phép các lớp học thể dục ngoài trời, huấn luyện ngoài trời cho các môn thể thao đồng đội và cá nhân và huấn luyện cá nhân ngoài trời trong các khu vực màu xám khóa cửa. Nhưng các hoạt động này sẽ giới hạn ở tối đa 10 người với các biện pháp kiểm tra và đánh giá thể chất tại chỗ. Và kể từ ngày 12 tháng 4, một số dịch vụ chăm sóc cá nhân trong khu vực màu xám sẽ chỉ được phép mở cửa với số lượng giới hạn theo lịch hạn. Các dịch vụ này bao gồm tiệm làm tóc và làm móng. Các khu vực hiện đang bị khóa màu xám bao gồm Toronto, vùng Peel Lampton, Sudbury và Thunder Bay District. Cư dân Toronto và vùng Peel từ 70 tuổi trở lên, tức là sinh năm 1951 hoặc sớm hơn, có thể bắt đầu đăng ký tiêm chủng COVID-19 tại các phòng khám thành phố bắt đầu vào thứ Bảy ngày 27 tháng 3, thông qua cổng đặt lịch hẹn trực tuyến trên trang web của thành phố và vùng Peel. Thị trưởng John Tory hôm thứ Sáu đã thông báo rằng thành phố đang mở rộng điều kiện tham gia cho các nhóm tuổi kêu gọi mọi người tiêm vaccine. Tỉnh hiện có 17.519 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị trên khắp tỉnh Ontario. Trong đó thì Toronto có 5.938 ca còn bệnh, vùng Peel thì còn 3.500 ca bệnh, vùng York có 1.441 ca bệnh. Ottawa có 941 ca bệnh, Durham còn 857 ca bệnh, thành phố Hamilton còn 792 ca bệnh, Niagara có 392 ca bệnh, Waterloo có 243 ca bệnh. Tỉnh Quebec xác nhận 1.009 ca nhiễm mới và 8 ca tử vong trong thứ Bảy. Đây là lần đầu tiên sau một tháng rưỡi tỉnh có hơn 1.000 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày. Trong số các bệnh mới hôm nay có 367 ca là ở Montreal và 125 ở Laval. Tỉnh còn 7.617 ca còn bệnh, hiện đang được theo dõi và điều trị trên khắp tỉnh. Tỉnh BC không đưa ra báo cáo vào cuối tuần, nhưng tỉnh hiện có 6.245 ca còn bệnh. Trong đó, khu vực Fraser có 3.243 ca còn bệnh, vùng Vancouver Coastal còn 1.950 ca bệnh, đảo Vancouver Island có 307 ca bệnh. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 668 ca bệnh mới và một ca tử vong vào thứ Bảy hôm nay. Tỉnh hiện có 7.366 ca còn bệnh, trong đó 3.407 ca là ở Calgary và 1.624 ca là ở Edmonton. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 224 ca bệnh, bao gồm 85 ca biến thể mới. Tỉnh hiện có 1.817 ca còn bệnh, trong đó Regina còn 964 ca bệnh, Saskatoon còn 232 ca bệnh. Tỉnh Manitoba có thêm 57 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Tỉnh hiện có 1.190 ca còn bệnh, trong đó 440 ca là ở Winnipeg. New Brunswick báo cáo 12 ca bệnh mới, tất cả đều ở vùng Edmundston. Tỉnh hiện còn 111 ca bệnh. Tỉnh Prince Edward Island sẽ mở cửa với phòng tiêm chủng hàng loạt đầu tiên vào thứ Hai, các phòng khám ở Charlottetown và Summerside dành cho vaccine Pfizer và Moderna, còn vaccine AstraZeneca đang được phân phối tại các hiệu thuốc cho những người dân trẻ tuổi phải làm việc với công chúng. Tỉnh hiện còn 12 ca bệnh. Tỉnh Nova Scotia xác nhận thêm 5 ca bệnh mới, tất cả đều ở khu y tế trung tâm. Tỉnh hiện còn 25 ca bệnh, Tỉnh Newfoundland không có ca nhiễm mới nào, có hiệu lực từ nửa đêm thứ Bảy. Toàn bộ tỉnh sẽ chuyển sang mức cảnh báo 2, cho phép các hộ gia đình duy trì nhóm liên hệ nhất quán gồm 20 người. Tỉnh còn 5 ca bệnh. Vùng lãnh thổ Yukon còn một ca bệnh đang được theo dõi. Tại tỉnh BC, một người phụ nữ đã tử vong, 6 người nhập viện sau khi nhiều người bị đâm tại thư viện ở North Vancouver, một phụ nữ đã chết và 6 người khác bị đưa đến bệnh viện sau một vụ đâm hàng loạt tại một khu vực đông đúc ở miền Bắc Vancouver vào chiều thứ Bảy. North Vancouver RCMP cho biết, nhiều nạn nhân đã bị đâm trong và ngoài thư viện Lynn Valley Library ở nơi khu mua sắm Lynn Valley Village đông đúc những người mua sắm cuối tuần. Một nghi phạm đang bị giam giữ và cảnh sát cho biết cả tấn công dường như đang hành động một mình. Các nhân chứng nói với Global News rằng nghi phạm bắt đầu đâm những người bên trong thư viện trước khi chuyển ra bên ngoài. Một nhân chứng tên Mary Craver cho biết, tôi đang ở trong phòng cộng đồng của thư viện và ngay bên ngoài. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng la hét và mọi người dừng lại và nhìn chăm chăm. Rồi mọi người bắt đầu chạy ra cửa bên hông. Tôi cũng bắt đầu chạy, chúng tôi đã chạy đến tận trung tâm thương mại. Đội điều tra án mạng tổng hợp xác nhận một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ đâm. Một nhân chứng khác tên Steve cho biết, Chúng tôi đang lái xe đến đường Lynn Valley và có một người phụ nữ ngay bên cạnh chiếc xe của cô ấy với một cậu bé 7 tuổi, nhiều vết đâm và máu chảy đầm đìa. Cô ấy nói có một kẻ đâm người ngẫu nhiên đang chạy trên đường. Vì vậy chúng tôi lập tức quẹo xe để đi tìm các nạn nhân khác. Có một phụ nữ 25 tuổi khác với nhiều vết đâm trên mặt. Có ít nhất 6 nạn nhân mà chúng tôi có thể đếm được trong bán kính 50 feet. Quá đau thương, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm con gái của mình trong khu vực và có một chút đáng sợ. Dịch vụ y tế khẩn cấp tỉnh BC cho biết họ đã được gọi đến khu vực Lynn Valley Road và 29th Avenue vào khoảng 1 giờ 45 chiều. Dịch vụ y tế khẩn cấp BC cho biết họ đã triển khai 11 xe cứu thương và hai giám sát viên đến hiện trường. 6 người được chở đến bệnh viện trong tình trạng không rõ. Thị trưởng quận North Vancouver là ông Mike Little đã ra tuyên bố kêu gọi bất kỳ nhân chứng nào liên hệ với RCMP. Valley và toàn bộ quận North Vancouver là một cộng đồng gắn bó, yên tĩnh. Một sự việc như thế này thật vô cùng đau lòng khi nó xảy ra trong cộng đồng mà chúng tôi yêu mến, ông Little nói. Chắc chắn thay mặt cho cư dân, tôi xin gửi những lời chúc tốt lành nhất đến các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi đánh giá cao hành động nhanh chóng và tinh thần đồng đội tuyệt vời của những người ứng cứu đầu tiên của chúng ta là dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ của quận." RCMP và các đối tác North Shore của chúng ta từ thành phố và miền Tây Vancouver. Thư viện Lynn Valley cho biết họ đã đóng cửa trong thời gian còn lại của ngày và Lynn Valley Village đã yêu cầu mọi người tránh khu vực này. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ nhân chứng nào gọi cho họ theo số 604-985-1311. Trung Quốc đã công bố biện pháp trừng phạt đối với một số người Canada, bao gồm cả nghị sĩ Michael Chong. Hôm thứ bảy, Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt lên các cá nhân và thực thể ở Canada và Hoa Kỳ để đáp trả các lệnh trừng phạt áp đặt lên công dân và nhóm người Trung Quốc về các điều kiện ở Tân Cương. Trung Quốc đã trừng phạt nghị sĩ Michael Chong, người cũng là nhà phê bình các vấn đề đối ngoại của Đảng Bảo thủ. Các biện pháp trừng phạt cũng được đưa ra đối với tiểu bang của Hạ viện về nhân quyền quốc tế. Trung Quốc cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và ông Kelly Manchin và Phó Chủ tịch Tony Perkins, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. Bộ Ngoại giao viết, các cá nhân liên quan sẽ bị cấm nhập cảnh vào Đại lục, Hồng Kông và Macau, đồng thời các công dân và tổ chức của Trung Quốc bị cấm kinh doanh với các cá nhân và tổ chức này. Trong tuần này, Canada đã cùng với Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn quan chức Trung Quốc bị tình nghi chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở tỉnh Tân Cương. Đảng bảo thủ trong tuần này đã kêu gọi chính phủ tự do liên bang ngừng thanh toán cho ngân hàng cơ sở hạ tầng châu Á do sự thiếu minh bạch xung quanh các phiên tòa xét xử người Canada là ông Michael Kovic và Michael Spavor ở Trung Quốc. Nghị sĩ Michael Chong nói rằng không thể chấp nhận được việc Canada gửi khoảng 40 triệu đô la Mỹ cho cơ quan do Trung Quốc đứng đầu. CBC News đã liên hệ với cơ quan Bộ Ngoại giao Global Affairs Canada để yêu cầu bình luận. Các nhà hoạt động và các chuyên gia về quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất một triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc sử dụng hình thức tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng và nói rằng các trại của họ cung cấp đào tạo nghề và cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Tỉnh BC là tỉnh đầu tiên ở Canada đặt mục tiêu phát thải khí nhà kính cho các ngành công nghiệp và cộng đồng. Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi Khí hậu cho biết Tỉnh BC là tỉnh bang đầu tiên ở Canada đặt mục tiêu giảm phá thải khí nhà kính cho các ngành chính của nền kinh tế tỉnh bang, bao gồm cả ngành dầu khí. Ông George Heyman cho biết hôm thứ Sáu rằng việc đặt ra các mục tiêu giảm phát thải là tốt cho cả môi trường và nền kinh tế. Chúng tôi nghĩ rằng mục tiêu này có thể đạt được. Ông Heyman nói về các mục tiêu phát thải trong bốn lĩnh vực của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ hợp tác với ngành công nghiệp, ngành dầu khí, ngành giao thông vận tải, người dân trong cộng đồng và người xây dựng, sở hữu và bảo trì các tòa nhà để đạt được các mục tiêu đó, ông nói trong một cuộc phỏng vấn. Bộ trưởng Hayman cũng cho biết các mục tiêu giảm phát thải nằm trong khoảng từ 33% đến 38% đối với dầu khí, lên đến 32% đối với ngành giao thông vận tải và từ 38% đến 43% đối với ngành công nghiệp. Các mục tiêu cắt giảm cho các cộng đồng và tòa nhà lên tới 64% và sẽ bao gồm việc làm cho các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng hơn, trang bị thêm các tòa nhà và cải thiện các bãi chôn lấp. Các mục tiêu dự kiến sẽ đạt được vào năm 2030 dựa trên mức độ ô nhiễm từ năm 2007. Viện Pembina, một tổ chức tư vấn ủng hộ cho tương lai năng lượng sạch, gọi mô hình của tỉnh BC là kiểu mẫu cho Canada. Chủ tịch Hiệp hội xi măng Canada là ông Michael McSweeney cho biết trong một tuyên bố rằng ngành công nghiệp đã làm việc với chính phủ để chuyển đổi sang nhiên liệu carbon thấp và sản xuất xi măng sạch hơn. Không ai từ Hiệp hội các nhà sản xuất dầu mỏ Canada bình luận về các mục tiêu đặt ra cho ngành của họ. Thuế carbon của tỉnh BC đã được thu từ năm 2008, cũng cho các nhà đầu tư thấy rằng Tỉnh cam kết xây dựng một nền kinh tế carbon thấp, các khoản đầu tư của tỉnh và ngành với tổng trị giá 84 triệu đô la sẽ loại bỏ hơn 1 triệu tấn carbon dioxide khỏi khí quyển trong thập kỷ tới. Cách trả giá nhà mù Blind Bidding giúp thúc đẩy giá nhà ở Canada tăng vọt khi giá nhà ở Canada tiếp tục tăng chóng mặt, một phương thức bất động sản bị giám sát chặt chẽ hơn, đó là trả giá đấu thầu giá nhà mù (blind bidding). Khi hàng chục người mua đặt giá thầu cho một bất động sản, họ thường không biết đối thủ cạnh tranh đang đưa ra giá bao nhiêu. Nhiều nhà mua trả giá đặt mục tiêu cao với hy vọng đánh bại những người khác. Điều đó có nghĩa là giá thầu chiến thắng có thể cao hơn hàng trăm nghìn đô la so với đề nghị cao nhất tiếp theo làm tăng giá một cách không cần thiết. Điều này đặt ra tiền lệ mới cho giá cả một khu vực. Sự thiếu hụt bất động sản để bán diễn ra trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các thành phố nhỏ ở tỉnh Ontario. Sự cạnh tranh này đẩy giá lên hơn 30% ở nhiều khu vực kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Lãi suất thế chấp siêu thấp kết hợp với nhu cầu về văn phòng và giải trí tại gia gia tăng mạnh mẽ khi người mua phải tìm kiếm nhiều không gian hơn. Theo dữ liệu bán hàng và các nhà môi giới, các căn nhà ở thành phố Toronto đang được bán từ 100.000 đến 700.000 cao hơn so với giá chào bán. Cuộc chiến đấu thầu, chào hàng vô điều kiện và không kiểm tra nhà hiện đang phổ biến ở thành phố nhỏ, vốn chưa từng trải qua thị trường cạnh tranh như thế này. Tại thành phố Barrie, cách trung tâm thành phố Toronto khoảng 90 phút lái xe về phía bắc, Giá một ngôi nhà biệt lập điển hình đã tăng gần 100.000 trong vòng 3 tháng lên 721.000 đô la vào tháng 2, theo số liệu của Hiệp hội Bất Động Sản Canada. Tương tự, các ngôi nhà biệt lập ở Kitchener-Waterloo, Burlington và thành phố Mississauga đã tăng tối thiểu 100.000 đô la trong 3 tháng. Ở thành phố Milton và Oakville, giá cao hơn gần 200.000 so với hồi tháng 11. Chỉ số giá nhà của Hiệp hội Bất động sản Canada vốn điều chỉnh cho các giao dịch đắt tiền đã tăng 30% đến 35% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 2 ở những nơi như Barrie, Niagara và khu vực Simcoe. Chỉ số này đã tăng hơn 35% ở Tilsonburg, Woodstock và Ingersoll. Ngành bất động sản nói chung ủng hộ việc đặt giá thầu mù, nói rằng nó bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng và ngăn những người đặt giá chống lại những người khác một cách không công bằng, đồng thời tạo ra mức giá cao nhất cho người bán. Nhưng bây giờ, một số đại lý bất động sản bắt đầu đồng ý rằng nó đang góp phần làm tăng giá. Damon Brown, một đại lý của Remax Hallmark Realty Limited, người bán nhà ở khu vực Toronto, đồng ý rằng sự minh bạch sẽ làm giảm tốc độ tăng giá. Đôi khi chúng ta thấy giá thầu thắng cuộc là 100.000 đến 200.000 đô la, cao hơn giá thầu cao nhất tiếp theo vì vậy, theo nghĩa đó, một quá trình đấu thầu mở sẽ làm chậm tốc độ tăng giá, ông nói. Nhà kinh tế cấp cao Robert Kavik của Bank of Montreal gần đây đã đưa ra ý tưởng mở quy trình đấu thầu vì các biện pháp hạ nhiệt truyền thống khác như lãi suất cao hơn và các quy tắc thế chấp chặt chẽ hơn, không thể thực hiện ngay bây giờ. Ông Kovic đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách phản ứng với thị trường nhà ở sôi sục trước khi nó trở nên nguy hiểm. Du khách không khai báo cần sa tại biên giới sẽ sớm bị phạt. Bắt đầu từ thứ hai, những du khách nói dối về việc mang cần sa qua biên giới Canada có thể bị phạt. Cần sa giải trí đã được hợp pháp ở Canada kể từ mùa thu năm 2018, nhưng việc mang nó qua biên giới mà không có giấy phép là bất hợp pháp. Cơ quan dịch vụ biên giới Canada, CBSA thông báo rằng, những du khách cung cấp thông tin sai lệch cho viên chức hoặc không báo cáo hàng hóa nhập khẩu có chứa cần sa, bao gồm cả các sản phẩm CBD, có thể bị phạt từ 200 đô la đến 2.000 đô la. Những người bị bắt với cần sa không được khai báo cũng có thể mất tư cách thành viên của họ trong các chương trình như NEXUS là hệ thống giúp tăng tốc độ qua biên giới cho những du khách đã được phê duyệt trước đó hoặc chương trình thương mại tự do và an toàn FAST, một chương trình thông quan thương mại. Cơ quan này cho biết họ cũng có thể theo đuổi việc truy tố trong các trường hợp nghiêm trọng, nhưng họ nhấn mạnh rằng mục tiêu là ngăn cản hoạt động bất hợp pháp, đồng thời tránh các cáo buộc hình sự. Những người tranh chấp vé phạt sẽ có 90 ngày để yêu cầu bộ trưởng xem xét lại quyết định của sĩ quan biên phòng. Các trường học của Canada thu hút ít sinh viên quốc tế hơn do các quy tắc đi lại của đại dịch. Nhiều sinh viên quốc tế đã hoãn hoặc hủy kế hoạch học tập tại Canada kể từ khi Ottawa quyết định giới hạn các lựa chọn nhập cảnh vào đất nước chỉ với 4 sân bay và yêu cầu du khách quốc tế phải trả tiền kiểm dịch khách sạn. Giám đốc điều hành của các trường cao đẳng và học viện Canada là Denise Emiot cho biết Hóa đơn khách sạn trị giá 2.000 đô la là chi phí cho nửa học kỳ của nhiều sinh viên. Họ không có khả năng chi trả cho việc đó, bà nói. Chẳng hạn, nếu một nhóm sinh viên quốc tế đến New Brunswick, họ có thể đến Toronto, nơi họ sẽ ở khách sạn trong 3 ngày trong thời gian cách ly 14 ngày. Sau đó, vì họ sẽ chuyển đến một tỉnh khác với các quy định riêng, họ sẽ phải cách ly lại trong 14 ngày khi đến New Brunswick Số lượng sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng Canada đã giảm từ 20 đến 30% trong năm học 2020-2021 so với năm trước đó. Bà Emmiott kêu gọi chính phủ miễn yêu cầu cách ly 3 ngày cho sinh viên quốc tế. Văn phòng Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết trong một tuyên bố rằng bất kỳ quyết định nào nhằm nới lỏng hoặc sửa đổi các biện pháp biên giới ở Canada sẽ dựa trên bằng chứng khoa học. Các lệnh cấm nhập cảnh cùng với việc cách ly và kiểm dịch bắt buộc tiếp tục là những biện pháp hiệu quả nhất để hạn chế việc đưa các COVID-19 mới vào Canada, tuyên bố cho biết. Ngay cả trước khi các hạn chế mới được áp dụng, tổng số sinh viên quốc tế ở Canada đã giảm khoảng 17% vào năm ngoái, theo một phân tích của cơ quan thống kê Canada. Bà Emiot cho biết, Ít học sinh quốc tế hơn trong các trường sâu trung học của Canada, đồng nghĩa với việc doanh thu của các cơ sở này sẽ ít hơn điều này ảnh hưởng đến học sinh trong nước sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế cuối cùng sẽ tạo ra khoảng cách trong lực lượng lao động ở canada một nhà nghiên cứu tại trường chính sách công của đại học calgary là ông robert falconer cho biết sinh viên quốc tế học trực tuyến tại các trường canada từ quê nhà có thể mất hứng thú với việc nhập cư vào canada phát ngôn viên của bộ trưởng nhập cư marco mendocino cho biết Chính phủ đã khuyến khích sinh viên quốc tế ở lại Canada trong thời gian xảy ra đại dịch, trong khi các quốc gia khác yêu cầu sinh viên quốc tế về nhà trong thời gian đại dịch, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ họ và tạo ra một hệ thống cho phép họ tiếp tục học tập, theo phát ngôn viên của Bộ trưởng. Bộ đã giúp sinh viên quốc tế xin giấy phép lao động sau khi họ tốt nghiệp dễ dàng hơn, bao gồm cả việc tính thời gian học trực tuyến và khoảng thời gian cần thiết để họ đủ điều kiện. Ông Paul Davidson, là giám đốc điều hành của Tổ chức các trường đại học Canada, cho biết Hoa Kỳ đang giảm bớt rào cản nhập cư cho sinh viên quốc tế và chính phủ Anh Quốc cũng xúc tiến việc xử lý thị thực cho sinh viên quốc tế. Đây là một bối cảnh cạnh tranh mà chúng ta phải đối phó, ông nói. Chính phủ Anh sẽ đưa ra những phê duyệt bảo đảm về thị thực dành cho sinh viên quốc tế trong khoảng 3 tuần, nhanh hơn nhiều so với Canada. người dân thành phố london tỉnh ontario tụ tập chống đối nạn phân biệt chủng tộc đối với người châu á hàng chục người đã tụ tập ở london ontario và hàng trăm người khác đã theo dõi trực tuyến vào tối thứ sáu tại một buổi lễ xúc động tôn vinh những sinh mạng bị mất vì nạn phân biệt chủng tộc chống người châu á họ tố cáo sự căm ghét và kêu gọi người ủng hộ tiếp tục hoạt động tích cực trong cuộc sống hàng ngày của mình cuộc biểu tình và cảnh giác ngăn chặn sự căm thù người châu á được tổ chức ở góc Tây Bắc của công viên Victoria, nơi những người ủng hộ đeo khẩu trang và ban tổ chức cung cấp nước rửa tay cho những người tham dự. Cuộc biểu tình cũng được phát trực tiếp trên Facebook và Zoom để đáp ứng các hạn chế của COVID-19. Sự kiện này diễn ra hơn một tuần sau vụ xả súng chết người ở tiểu bang Atlanta, Hoa Kỳ, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc châu Á các nhà tổ chức cho biết họ được thúc đẩy bởi thảm kịch đó để tổ chức các cuộc biểu tình và lễ tưởng niệm vào thứ Sáu. Sự kiện Stop Asian Hate diễn ra trong bối cảnh nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực chống lại người châu Á đang gia tăng trong đại dịch. Các cơ quan cảnh sát ở Calgary, Montreal và Vancouver đã báo cáo sự gia tăng trong các hành vi thù địch có chủ đích đối với các cộng đồng châu Á. Một báo cáo tại Toronto của Hội đồng Quốc gia Người Canada Gốc Trung đã phát hiện 1.150 vụ phân biệt chủng tộc chống người châu Á trong đại dịch COVID-19. Chỉ trong tuần này, cảnh sát khu vực vùng York cho biết một người đàn ông đã bị buộc 6 tội thù chống người châu Á ở Markham diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. Một dự án bản đồ làm sáng tỏ mối liên hệ giữa môi trường nghèo nàn và nạn phân biệt chủng tộc một công cụ mới đo chất lượng môi trường của các khu đô thị ở Canada và phân loại theo màu sắc cho thấy nhiều khu dân cư trong nước có điểm môi trường kém. Những khu dân cư đó thường là nơi sinh sống của các cộng đồng thiểu số. Dự án Good Score đánh giá chất lượng không khí, độ xanh của đường phố, tiện nghi, phương tiện giao thông và giải trí trên thang điểm từ 1 đến 100. Công cụ này được tạo ra cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách để mọi người có thể ghi lại bằng chứng và câu chuyện minh họa cho sự bất công bằng. Theo Eleanor Sutton, giám đốc điều hành của Hiệp hội Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Đô thị Canada cho biết, các khu vực xấu có các mối nguy cơ liên quan đến sức khỏe tâm thần kém, ung thư, hen suyễn, tiểu đường và trẻ sơ sinh nhẹ cân. Những ngôi nhà trong khu bảo tồn M. First Nation nằm giữa các nhà máy hóa dầu ở Tây Nam, Ontario, hầu hết thường ghi điểm dưới 10 và xuất hiện với màu đỏ rực trên bản đồ. Thành phố Sarnia lân cận cho thấy điểm số từ 50 trở lên và được trình bày bằng màu nâu và xanh lam ít đáng báo động hơn. Ông Scott Grant, chuyên gia chất lượng không khí tại khu M. First Nation cho biết, đây là sự phân biệt chủng tộc có hệ thống. Đó cũng là một chủ đề nhạy cảm bởi vì cộng đồng này không muốn bị coi là một nơi tồi tệ, đó là một cộng đồng tuyệt vời, những người thân thiện, những gì họ đã phải chịu đựng thật không công bằng. Nhóm hiệp hội nghiên cứu sức khỏe môi trường đô thị Canada phát hiện ra rằng Toronto, Montreal và Vancouver đều có nhiều hộ gia đình nghèo hơn trong các khu dân cư với khả năng đi lại thấp hơn, độ xanh của cảnh quan, đường phố thấp hơn và ô nhiễm không khí liên quan đến giao thông tồi tệ hơn. Họ lưu ý rằng các tác động đến sức khỏe bao gồm bệnh tiểu đường, hoạt động thể chất thấp và khả năng sinh sản kém. Bà Ingrid Waldron, một tác giả, cho biết những người nghèo sống trong các khu dân cư kém chất lượng gặp phải tình trạng sức khỏe kém không phải là điều mới. Nhưng khi nó giao thoa với chủng tộc, những tác động đó có thể trở nên trầm trọng, trọng hơn. Bà Waldron đã viết về điều này trong cuốn sách There's Something in the Water và khám phá lịch sử lâu dài của nạn phân biệt chủng tộc trong môi trường, chẳng hạn như cộng đồng Africville ở Nova Scotia, một cộng đồng da đen trải qua nhiều năm công nghiệp hóa và bị cạt ra ngoài lề xã hội. Nghị sĩ đảng tự do tại Nova Scotia, Lenore Zen, đã đặt mục tiêu giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc trong môi trường, đưa ra dự luật yêu cầu Bộ trưởng Môi trường phát triển kế hoạch để giải quyết vấn đề này với sự ủng hộ của Đảng Tự do và Đảng Dân chủ mới, dự luật đã được thông qua lần đọc thứ hai tại Hạ viện vào thứ tư và đang được chuyển đến một ủy ban để nghiên cứu chặt chẽ. Bà Warren và nghị sĩ Jean đã làm việc cùng nhau về dự luật C230, hy vọng lệnh hành pháp từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bao gồm các nỗ lực kiềm chế phân biệt chủng tộc môi trường ở phía nam biên giới sẽ thúc đẩy sự ủng hộ ở Canada. Canada cần một chiến lược quốc gia sử dụng dữ liệu xem xét mối liên hệ giữa chủng tộc, giới tính, giáo dục, việc làm, thu nhập, sức khỏe và tác hại môi trường cũng như các yếu tố khác, nghị sĩ Ra nói. Nhóm hiệp hội nghiên cứu sức khỏe môi trường đô thị Canada đang làm điều đó. Good Score là một nguyên mẫu mà họ sẽ tiếp tục phát triển trong 3 năm tới với sự tài trợ của chính phủ liên bang. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada cuối tuần của ngày 27 tháng 3 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa Hoàng xin kính mời quý vị đăng ký subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Rất cảm ơn các ý kiến đóng góp cũng như sự ủng hộ của các bạn. Xin chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và an lành bên người thân. Hoàng Anh xin đơn ái kính chào tạm biệt.